Sáng nay tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, nghiên cứu, phát triển hệ thống trang thiết bị, phương tiện dò tìm, xử lý và xây dựng hệ thống thông tin quản lý ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam. Dự hội nghị có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong giai đoạn 1, chương trình KCBM đã triển khai thực hiện 16 đề tài, tập trung nghiên cứu thiết kế, chế tạo các trang thiết bị, phục vụ công tác quản lý và hoạt động giả phá xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều đề tài có nội dung khoa học mới, phức tạp, các sản phẩm chế tạo có mức độ tích hợp công nghệ rất cao như thiết bị xử lý mìn cơ động, robot chuyên dụng, phục vụ hoạt động giả phá, xử lý bom mìn vật nổ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thành công của chương trình đã khẳng định vai trò của quân đội trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam, nhất là bước đầu làm chủ được thiết kế và chế tạo thành công một số trang thiết bị hiện đại, giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới hiện đại vào nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phương tiện để nâng cao tốc độ, hiệu quả, chất lượng hoạt động giả phá, xử lý bom mìn vật nổ, bảo đảm an toàn cho người và không gây ô nhiễm môi trường. Diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta hiện nay còn rất lớn, do đó cần tập trung trọng điểm các nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo ứng dụng ngay thực tế để nâng cao hiệu quả giả phá, xử lý bom mìn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng đất sạch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân các vùng bị ô nhiễm. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen, tặng thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 của chương trình KCBM.